đêm xuống nhà trọ thấy mút nè, còn bệnh bơ phở hết trơn chị, bệnh sao bơ phở hết trơn thấy mút. Sơn ho đó cũng được, cũng im quá chứ bộ, chỗ thấy mút bây giờ cũng im quá, cũng thờ phượng trang nghiêm, mua trái cây đồ cúng kiến vậy thôi. Trời phạt trời ơi, bà xuống bây giờ bà nằm gì quay gì giờ cả nhà. Mút mê bệnh rồi vậy hả? Sáng giờ đỡ khỏe rồi. Khỏe chưa? Mệt lại hả? Thì cảm thì nó vậy rồi đó. Thèm cơm quá trời quá đất rồi. Thôi ăn cơm vô chúng rồi, tao không nấu cháo tao ăn á. Bởi vì chứ ăn cháo còn rồi chứ. Thèm cơm quá trời, thèm cơm rồi. Thèm cơm quá trời à, nấu cơm ăn luôn phải không? Hôm qua chích thuốc rồi. Rồi ăn vô bị trúng lại rồi đó. Ủa thì nói à, ủa thì nói à, chích thầy còn thuốc. Chích đâu? Chích đây nè. Vậy hả? Đây có bác sĩ nữa hả? Nói tụ máu rồi cái gì nữa không biết nữa, tụt máu rồi rồi chi máu quản rồi cái gì chi gì đó không biết nữa. Suy gì? Suy nhược cơ thể hả? Không biết nữa. Quên rồi. Nhiều bệnh dữ trời. Không, mỗi chị nó để ấy rồi. Vậy thôi sao hôm qua nay tao con nghe thấy mút về với cô ba, tao ở dưới bữa vài bữa thì cho cô ba có gì ăn. Ờ, mới qua cô ba rồi lấy nó mượn tiền rồi cái rồi đem 500.000 thôi không gài làm vốn chưa trả tiền nhà trên nút nốt cho anh đó kìa. Rồi về đây tiền thuốc, tiền men mà bà nằm bà nấu cháo nữa. Bà nấu tới cháo thịt cho ăn rồi thấy rồi mà. Rồi đem qua cường nó xuống ha. Rồi cái mệt nó đem qua chỗ cô ba nằm ở cái vũ chiếu ở sao á, nằm ở sao á trời, rồi thấy nó lạnh lẽo quá trời rồi lạnh lẽo quá trời rồi đi muốn gì hôm đây vậy à? Đi muốn gì hôm đây thấy nó mệt nó lạnh quá trời ơi. Rồi giờ đi muốn đổi số điện thoại chưa hả? Số điện thoại thiếu mút có đổi chưa? Thì có ai mua xin số điện thoại của thiếu mút mà con đâu có biết đâu rồi cho. Thiếu mút có quay bờ không? Hả? Mày phải đọc, phải mua cái sim mới được chứ. Sao thiếu mút hôm nay? Tính nhờ con mua sim xuống dùm cho thiếu mút đi. Mấy chục ngàn nhiêu nữa thiếu mút đưa cho mà. Thế con về luôn mà điện con không có được. Đổi số và điện cho ảnh nó đăng ký, nó làm Zalo rồi lại tùm lum la hết trơn. Bởi vậy thêm bây giờ rồi. Có thể chứng minh nó đăng ký. Mà bây giờ nó đăng ký vô đó rồi nó mới thể chứng minh nó bán được. Chứ mua sim giờ nó bán lụi rồi nó không có dám bán. Vậy hả? Thôi để nữa đi, bữa nào con xuống đây con rảnh rồi con ra ngoài này mà con mua. Còn gì đó rồi con nói sim thiếu mút hư rồi. Đã lâu chưa? Điện thiếu mút mà điện được nè. Điện được luôn nữa hả? Không. Giờ khỏe không? Khỏe chạy ra ngoài làm luôn. Làm gì? Đi ra ngoài coi gắn cái sim vô. Đó đem con, tiền. Con đi giùm mới. Đem tiền ra gắn luôn rồi, thôi đi ra ngoài đi, người ta chỉ cho thiếu mút làm luôn. Đi ra cái chỗ bán điện thoại nè. Đó, đó gì báo chưa đi nữa đó. Đi đi bà tiếp. Bà đi. Đâu có đi mua cái sim á. Mua sim chứ làm gì giờ. Thôi. Nếu bây giờ chưa im thôi nằm đi, mai mốt cũng xuống làm cũng được, gấp gì. Con cầm ra ngoài con làm lên được không? Ở ngoài đầu lộ nè, tiền. Trời ơi, nhiều khi nó cài đặt ba mày kia nọ nữa.
Rồi để nó đi, vì con đem đi con làm thì mai con đem xuống. Nè. Để nó đi. Bây giờ ta còn ở đây mà đưa hoài. Bà xài, bà muốn xài sim số gì? Hả? À, bữa hổm thím Út xài Việt Nam Mobile chắc nó bỏ, nó quỷ luôn rồi chứ gì. Phải Vina ha, không Vina. Mua mua Vina phải không? Còn nó mở cái đàng hoàng coi. Nó xếp giờ đàng hoàng coi. Nữa mua sim Vina xài ha. Vina xài đi. Còn sim Việt Nam Mobile là cả như nó không có mở đường nào mà được hết trơn á. Tại sao đi trời đăng ký sim là mua loại sim 4G luôn á. Sim 4G á. Mua sim 4G nè. Mua sim 4G phải không? Rồi bởi vì cà lý nó mua hàng cà nhi rồi nó mua đó. Bởi vì nó có thể mình nó mua đó. Vậy sao không kêu mấy đứa nó mua luôn đi? Giờ nhi nó bệnh nữa kìa, thôi cà lý không dám kêu nữa rồi. Sao vậy? Kêu con không nhờ, cứ nhờ mình không à. Kêu nó hỏi thì mốt rồi. Kêu nó hỏi thì mốt cho người thì mốt còn có chiều bạc nào không á. Bây giờ để con gọi điện giờ nói chuyện với chị Thanh ha. Chịu không? Biết gì này, biết gì này có thích không? Biết gì này có thích không? Ốm quá ốm rồi ha, xú sắc luôn ha, gầu. Có khán giả muốn gặp chị nè, khán giả đặc biệt. Dạ, nè. Alo, chị Út nghe nè chữ. Bởi vì mà cái sim thím Út hư rồi, chạy Việt Nam yêu bay rồi trên. Trên tổng đài nó cắt á, sim hư rồi con. Sim hư rồi, Việt Nam Mobile. Mà nghe kêu không, tiếng gọi con có kêu không? Bên thím Út gọi con. Khán giả đặc biệt đó. Khán giả ơi. Tiêu Thanh Liêm. Còn cái máy nào con? Trời ơi, bữa ngủ tối bóng văn mùng luôn thấy gì kìa, tay bóng mũi chích kìa. Bằng anh hẹn tôi có tiền lại mấy cục bắp đó không? Thằng ơi, mình mấy chích bấy bá trơn luôn kìa. Ôi trời ơi. Đang ở phòng trọ, ê nè. Đi mút nói con nghe nè. Thanh Liêm đừng quay tí mút. Giờ con lên. Để con vô đây. Nè. Không, nói chuyện đi, ta đang quay, em chưa like, chưa khoảng 5 phút nữa em like. Nói đi, khoảng 5 phút nữa mới like. Vô rồi. Vô có đâu, vô. Vô rồi. 5 phút nữa mới like. Nè bây giờ cho nó nói chuyện với Thanh trước đi. Nói chuyện với Thanh trước đi hả? Rồi nói chuyện làm phải không? Rồi nói chuyện nữa phải không? Rồi nè nói đi. Nói đi. Sao mà ngủ không văn mùng gì trơn à, để cho mũi chích gì mà. Trời ơi như là chỗ ban chỗ độc gì cô kìa. Mình mẩy bá từ trên dưới luôn á, mặt luôn kìa. Trời ơi mà si ai dữ vậy thím Út. Alo, Thanh Liêm nó chưa có like, còn đang quay hồi nữa mới lên like. 5 phút nữa, xin 5 phút nữa đi. Giờ bệnh đuổi
mà ngoài đường mà cầm cậu cái số đi 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 về về để bị số nằm ngoài dọc đường á, rồi khán giả đặc biệt nha cô chú anh chị chỗ của chị bỏ số đó, rồi nằm chân chỉ rồi chị mới điện kêu bác sĩ qua chích thuốc, chích một thuốc để mấy lần thuốc uống thuốc sốt đó. À, nằm đó rồi xế chiều mới về có chỉ kêu nằm đó đi, rồi duy nhớ số mượn mấy đứa kia, rồi chứ ông chỉ bỏ số đó đi bán giùm cho tí mút, bán giùm cho tí mút rồi hết rồi thôi, chứ rồi tí mút nghỉ ngừng tới giờ tính lấy số bán không có số, bà con hết này không có số nữa, rồi mới ngưng người cho chơi chuyển đồ về đây có mới mượn cái chị sát ở phòng này nè, hết 200 ngàn, hết 200 ngàn trả tiền xe đi lôi đó. Ủa? Hết 150, còn 50 trả tiền xe ôm đi chở đồ chung về đó, 50 nữa cho 200 ngàn, giờ còn 500 ngàn, 500 ngàn ngày qua kia điện cô ba rồi cái cô ba mới điện rồi lý hai chồng Cường chúng chở tí mút qua cô ba, qua cô ba về tới vô tới cô ba nói chuyện con cháu tí mút mệt để tập đồ ra vũ chiếu mùa giạt ở sao á, chiếu mút mưa về ướt nhẹp cách hết trơn rồi vũ kiến đen không à, kiến thù bự không à, vũ cho sạch rồi tí mút mới nằm đó mệt rồi nó hơi là ớn ớn lạnh, rồi cô ba nói chuyện với con cháu đâu rồi dẫn đâu trước á, rồi con hồi nữa cô ba lại ở sao lỡ sao họ hỏi mấy đứa này hỏi bà út mày đâu rồi, cái mút nói em nó đây nè, cái giờ nó sao cạo chó mà út nó thôi đi chị ơi, cái lại trước cô con điện rồi cái thì mở điện thoại ra hỏi thăm cho tiếng con, con nghe cho con nghe tiếng cho con nghe con trả lời thôi, cho biết cho con trả lời thôi vậy đó, nói với con á. Thank you.
bà nằm bà nấu cháo, bà chủ nhà ở đây nè, bà nấu cháo, bà lo tiền, bà chích hai mẫu thuốc, bác sĩ không muốn lấy tiền nữa đó, không muốn lấy tiền này kia, bà lo trơn chỗ luôn, bà lo nước uống, lo cháo, lo ăn uống đủ hết trơn, bà nằm ở đây, bà lo vui lắm. Với phần mập mập chào vợ của chú Hùng đây nè, vợ chú Hùng bệnh đó, giờ không khỏe kìa, nhờ bả lo đó, ăn cháo ba chữ đi mút ba là ăn hết vô cục mập đó, mập chữ đi mút rồi kêu la ăn không nổi mệt, cái bà ăn thì vô làm giống như ông Hùng chồng bả vậy đó, ăn không vô ép cho ăn vô, không ăn ba chữ. Ta lo gì thôi, đổ gì nữa. Nhờ tính nhờ thanh lên mua giùm nè, nhờ thanh lên mua giùm đặng mà nhà kết bạn cho lâu mới. Sao? Vậy thôi nè, con lên like đi, lên like đây. Chưa, nói đi chưa mà. Rồi gì, nói nữa đi. Thôi, nghỉ nói rồi mệt rồi. Kìa nè bà chết chứ bà.